Cô chào các con. Quảng vẫn rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 14. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài The Sea Beast. Ở bài này thì chúng ta sẽ được học thêm một nốt mới ở khóa pha. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá nhé. Chúng ta sẽ nhìn vào phần trước. Đầu tiên của trang giấy này có hai nốt, đó là nốt chúng ta đã học rồi là nốt đô với ký hiệu chữ C. Và nốt mới là nốt này tên là C và ký hiệu của nó là B. Như vậy, chúng ta đã được học hai nốt đối với khóa pha. Và ở bài này chúng ta sẽ thực hành đối với khóa pha, tức là chúng ta sẽ chỉ chơi tay trái thôi. Thì chúng ta sẽ chơi nốt nhạc này là nốt C này. Nốt C, nốt C, nốt C. Và đây là các nốt C. Bây giờ, cô Hoàng Vân sẽ hướng dẫn cho các con gọi tên nốt nhạc của bản nhạc này lên. Chúng ta cùng nhận diện và phản ứng nhanh đối với các ký hiệu nốt được viết ở trên bản nhạc nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đô, 2, 3, 4. Si, 2, 3, 4. Đô, si, đô, si, đô, 2. Đô, 2. Đô, 2, 3, 4. Si, 2, 3, 4. Đô, si, đô, si, đô, hai, đô, hai. Như vậy, cô vừa gọi tên nốt nhạc lên và đọc đúng cao độ. Các con bây giờ thì quan sát cô chơi trên phím. Cô sẽ hướng dẫn cho các con cách chơi của bản nhạc này nhé. Đối với bài Sea Beast thì chúng ta sẽ chơi bằng tay trái. Và nốt nhạc thì ở khóa pha các con có nốt đô và si. Vị trí trung tâm, như vậy chúng ta sẽ đặt đô ngón 1 này, si chúng ta sẽ đặt ngón 2. Bây giờ cô sẽ làm mẫu một lượt từ đầu đến cuối bài nhé. 1, 2, 3, 4. Đô 2, 3, 4. Si 2, 3, 4. Đô, si, đô, si, đô. Thì cô sẽ chơi với lại nhạc tốc độ chậm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si, 2, 3, 4. Đô, si, đô, si, đô, hai. Đô, hai. Đô, 2, 3, 4. Si, 2, 3, 4. Đô, si, đô, si, đô, hai. Đô, quay lại từ đầu. Bây giờ cô chơi với tốc độ nhanh nhé. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dẫn xong cho các con bài The Sea Beast. Các con luyện tập bài này thì lưu ý cho cô về cách gõ tay trái, cũng nhấc từng ngón lên, chúng ta gõ và khum ngón tay. Gõ dứt khoát nhé các con. Chân của chúng ta cần phải chạm vào mặt sàn này, lưng thì thẳng này, vai thả lỏng và gõ chắc lực. Đó là về kỹ thuật gõ tay. Thế còn về nốt nhạc thì chúng ta lưu ý cho cô là nốt đô và nốt si được viết ở trên khóa pha như thế nào nhé. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.